Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối thứ tư ngày 19 tháng 2 năm 2020 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Sau đây là những tin chính sẽ có trong chương trình. Thái Bình sẵn sàng cho các hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh và ngày hội văn hóa thể thao và du lịch. Các doanh nghiệp vận tải điêu đứng vì dịch bệnh COVID-19. Đổi thay trên quê hương công thần Nguyễn Bảo. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh Thái Bình và ngày hội văn hóa thể thao và du lịch nghe báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động. Dự hội nghị có đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy. Chỉ còn một tháng nữa sẽ diễn ra các hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh Thái Bình. Đây là sự kiện chính trị văn hóa quan trọng có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của tỉnh Thái Bình. Được gắn với ba sự kiện lớn gồm khánh thành tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam, đón huân chương độc lập hạng nhất và bằng công nhận tỉnh Thái Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đồng thời khai mạc ngày hội văn hóa thể thao và du lịch năm 2020. Tại hội nghị, các tiểu ban và các sở ngành địa phương báo cáo với Ban chỉ đạo tiến độ thực hiện các hoạt động kỷ niệm. Trong đó, Ban tổ chức cuộc thi viết về Người Thái Bình, Đất Thái Bình đã thu được trên 400 tác phẩm báo chí, văn học nghệ thuật, dân gian, âm nhạc. Việc chấm thi sẽ được Ban tuyên giáo tỉnh ủy hoàn thành trước ngày 25 tháng 2. Công tác chuẩn bị và các phương án cũng như kịch bản truyền hình trực tiếp đang được hoàn thiện. Cùng với đó là 12 hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch diễn ra trước, trong và sau lễ kỷ niệm từ ngày 19 tháng 3 đến ngày 27 tháng 3 được chuẩn bị một cách đồng bộ, toàn diện và cụ thể. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Bí thư Tỉnh ủy, hoan nghênh các tiểu ban và các ngành địa phương liên quan đã chủ động chuẩn bị chu đáo với tinh thần trách nhiệm cao. Đồng chí nhấn mạnh đây là sự kiện quan trọng để quảng bá và giới thiệu những thành tựu, tiềm năng, thế mạnh, triển vọng và hình ảnh về mảnh đất con người Thái Bình. Các hoạt động này không chỉ góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, mà qua đó giáo dục bồi dưỡng nhân cách, nâng cao ý thức trách nhiệm, tình yêu quê hương đất nước cho các thế hệ người dân Thái Bình. Chúng ta phải xác định đây là vinh dự đồng thời cũng là trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị toàn tỉnh. Vinh dự và trách nhiệm của nhân dân Thái Bình, của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình. Chính vì cái sự kiện như thế, cho nên là một trong những yêu cầu rất quan trọng là chúng ta phải làm thật tốt công tác thông tin tuyên truyền để mọi người người ta thấy được cái sự cống hiến hy sinh của các thế hệ người Thái Bình. Nó là sự tôn vinh cho người và đất Thái Bình, tôn vinh cho những thành tựu mà các thế hệ người Thái Bình chúng ta đạt được trong chiều dài ngàn năm lịch sử và đặc biệt là trong 130 năm qua kể từ khi có đơn vị hành chính Thái Bình. Cùng với đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng có những chỉ đạo cụ thể về công tác chuẩn bị cho các hoạt động diễn ra trước, trong và sau lễ kỷ niệm cần được phối hợp chặt chẽ, tập trung thực hiện hoàn thành trong thời gian sớm nhất. Công tác chỉnh trang đường phố trên địa bàn thành phố, các cửa ngõ vào Thái Bình và tất cả các địa phương trong tỉnh cũng cần được đẩy mạnh. Công tác hậu cần được chuẩn bị chu đáo, trang trọng và đặc biệt có phương án quản lý, bảo đảm an ninh an toàn tại các địa điểm diễn ra các hoạt động. Chiều nay tại Hà Nội, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương tổng kết trực tuyến công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tổ chức Trung ương, dự và chỉ đạo hội nghị. Dự tại điểm cầu Thái Bình có đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Vũ Đức Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Năm 2019, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương đã chỉ đạo chặt chẽ công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ trong toàn hệ thống, góp phần phục vụ thiết thực việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, huy động sức mạnh của toàn hệ thống trong công tác phục vụ chăm sóc sức khỏe cán bộ. Hệ thống bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tiếp tục được kiện toàn, mô hình tổ chức từng bước được hoàn thiện, hoạt động đi vào nề nếp. Chất lượng công tác của đội ngũ cán bộ được nâng lên, một số địa phương đã thu hút được những y bác sĩ giỏi về công tác tại Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, thành phố.
Các tham luận tại hội nghị làm rõ thêm những khó khăn trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tại các tỉnh, thành phố. Đồng thời chia sẻ kinh nghiệm đầu tư, khai thác hiệu quả các trang thiết bị y tế về phối hợp, phân cấp quản lý, chăm sóc sức khỏe cán bộ, đào tạo thu hút cán bộ về công tác. Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phạm Minh Chính, trưởng ban tổ chức Trung ương, đánh giá cao kết quả mà toàn hệ thống bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ từ Trung ương đến địa phương đạt được thời gian qua. Đồng thời đề nghị cần tiếp tục quan tâm, nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ, để cán bộ các cấp đủ sức khỏe gánh vác nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Đỗ Đình An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, tới dự Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đơn vị được chọn làm đại hội điểm Đảng bộ cấp cơ sở của thành phố Thái Bình. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ phường Trần Lãm luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm đoàn kết, tập trung trí tuệ, phát huy sức mạnh của tập thể, lãnh đạo, tuyên truyền, vận động nhân dân, khai thác mọi nguồn lực để phát triển sản xuất kinh doanh. Kinh tế tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng bình quân 13% một năm, đời sống nhân dân ngày càng cải thiện và nâng cao. Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn ổn định giữ vững. Văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, công tác xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh, thực hiện tốt đề án 04 của Ban Thường vụ Thành ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thôn tổ dân phố. Mục tiêu nhiệm kỳ tới, Đảng bộ phường Trần Lãm phấn đấu phát triển kinh tế xã hội với tốc độ cao, hiệu quả bền vững, tạo điều kiện cho tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ phát triển. Thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi trường, góp phần vào việc đưa thành phố Thái Bình sớm trở thành đô thị loại 1. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ phường Trần Lãm khóa 12, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 15 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 28, lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Đảng ủy phường, nhiệm kỳ 2020-2025. Chiều nay, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình, chủ trì cuộc họp nghe báo cáo quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, phương án đầu tư xây dựng hạ tầng và thu hút đầu tư vào khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ Hải Long, huyện Tiền Hải. Dự họp có các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình. Khu công nghiệp đô thị dịch vụ Hải Long nằm tại vị trí trung tâm khu kinh tế Thái Bình, thuộc phía bắc huyện Tiền Hải, cách thị trấn Tiền Hải hơn 10 km về phía nam. Tổng diện tích quy hoạch là hơn 390 ha, với dự kiến mức đầu tư gần 3.400 tỷ đồng. Phân khu công nghiệp chiếm 81,6% diện tích toàn khu, có ngành nghề sản xuất phù hợp với quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Thái Bình đã được phê duyệt, bao gồm các lĩnh vực như công nghiệp điện, điện tử, công nghiệp cơ khí chế tạo, cơ khí lắp ráp, chế biến nông sản, thực phẩm và hàng tiêu dùng gốm sứ, công nghiệp phụ trợ, kho cảng và logistics. Trong khi đó, phân khu đô thị dịch vụ gồm khu nhà ở và các công trình công cộng như trường học, khu thể thao, trung tâm y tế cộng đồng, trường dạy nghề, các trung tâm nghiên cứu phát triển. Sau khi nghe ý kiến các đại biểu, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình cơ bản thống nhất với quy hoạch phân khu khu công nghiệp đô thị dịch vụ Hải Long, song lưu ý Ban Quản lý Khu Kinh tế và các khu công nghiệp cùng nhà đầu tư và đơn vị tư vấn cần nghiên cứu, rà soát kỹ, tránh những ngành nghề, lĩnh vực đầu tư mà tỉnh không khuyến khích liên quan đến môi trường. Về quy hoạch giao thông, đồng chí yêu cầu nhà đầu tư và đơn vị tư vấn cần nghiên cứu thêm về đường dân sinh, có giải pháp đảm bảo an toàn cho hệ thống đê biển. Bên cạnh đó, cần rà soát lại tránh mâu thuẫn với các quy hoạch khác, chú ý vấn đề an sinh, ngoài chính sách của nhà nước, cần hỗ trợ trong việc thu hút tạo việc làm cho người dân có đất bị thu hồi. Chuyển sang các thông tin liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19. Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính đến 16 giờ chiều nay, thế giới đã ghi nhận 75.209 người mắc dịch bệnh COVID-19, trong đó có 2.012 người tử vong. Còn tại Việt Nam, tính đến 16 giờ chiều nay, không phát hiện người nhiễm mới. Hiện cả nước ghi nhận 16 người mắc và 14 người, trong số đó đã được điều trị khỏi. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 và nhằm phòng chống sự lây lan của dịch bệnh, Trung tâm Thương mại Vincom Thái Bình đã và đang triển khai nhiều biện pháp phòng dịch. Tất cả khuôn viên Trung tâm Thương mại, bao gồm khu vực công cộng, các gian hàng và văn phòng làm việc, đều được phun thuốc khử trùng. Các khu vực có tay vịn thang cuốn, tay nắm cửa sảnh, cửa nhà vệ sinh, nút bấm thang máy cũng được vệ sinh bằng dung dịch khử trùng với tần suất 2 giờ một lần trong suốt thời gian vận hành. Bên cạnh đó, để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm từ người sang người, Vincom tiến hành kiểm tra thân nhiệt toàn bộ nhân viên và khách hàng.
Tại tất cả các thang máy, nhân viên an ninh hỗ trợ cũng được bố trí tăng cường để phục vụ khách hàng, giúp khách hàng giảm thiểu tiếp xúc với bề mặt công cộng. Đồng thời tích cực tuyên truyền và cập nhật các biện pháp phòng ngừa sự lây lan của COVID-19 được Bộ Y tế khuyến cáo tới khách hàng. Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh việc theo dõi thông tin về dịch bệnh COVID-19, thời điểm hiện tại, cơ bản người dân đã tự ý thức được về các biện pháp phòng tránh và tích cực vệ sinh môi trường quanh khu vực sinh sống để hạn chế các nguy cơ lây lan dịch bệnh. Thứ hai đầu tuần, chị Nguyễn Thị Nội và nhiều gia đình khác trong khu phố cùng thực hiện tổng vệ sinh. Đường ngõ được quét sạch, rác được thu gom đúng nơi quy định, bụi rậm được phát quang sạch sẽ. Khuôn viên gia đình được vệ sinh và sắp xếp gọn gàng. Trước cái tình hình dịch bệnh thì gia đình thì cũng có cái bán hàng quán từ trước giờ. Thì hàng ngày cũng vẫn là vệ sinh trong gia đình cho nó được sạch sẽ gọn gàng để đảm bảo vệ sinh. Thế thì hơn nữa thì trong cái giai đoạn này đang có cái dịch virus corona của toàn thế giới, thế nhất là Trung Quốc lan truyền, thế thì gia đình đã càng phải thận trọng về những cái chuyện là vệ sinh, là từ bếp núc gia đình, ăn uống cho đến là sinh hoạt hàng ngày. Ở trong thời gian này là chúng tôi cũng chú ý đến cái vấn đề đeo khẩu trang khi đi ra ngoài, cũng như là về nhà rồi là rửa tay, vệ sinh sạch sẽ. Gia đình tôi thì coi như là ngày nào cũng xem TV. Và xem qua Zalo của Bộ Y tế nhắn tin ấy, thì tôi cũng phòng chống tất cả là vệ sinh các nơi ở hoặc là vệ sinh ăn uống mọi thứ trong gia đình. Một thói quen mới đã được hình thành ở các gia đình như rửa tay sát khuẩn. Đặc biệt các vật dụng như dao thái đồ sống, tủ lạnh chứa các loại thịt sống, hải sản được người dân đặc biệt chú ý vệ sinh hơn so với trước đây. Sau khi dọn dẹp nhà cửa và xung quanh khu phố, ngày mai tôi sẽ tiến hành phun khử khuẩn để phòng chống dịch cho gia đình. Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc tiếp thu các nội dung được tuyên truyền từ cơ quan chức năng, thì điều quan trọng nhất để có thể phòng tránh được sự lây lan dịch bệnh COVID-19 là người dân cần chủ động trong việc ý thức áp dụng các biện pháp phòng tránh và giữ gìn vệ sinh môi trường sống thật trong lành. Thưa quý vị và các bạn, dịch bệnh COVID-19 đã xáo trộn cuộc sống của người dân và bắt đầu ảnh hưởng đến một số lĩnh vực, trong đó có ngành vận tải hành khách, phản ánh của phóng viên thời sự. Thưa quý vị và các bạn, học sinh sinh viên nghỉ dài ngày, lễ hội dừng tổ chức, còn người dân thì được khuyến cáo là hạn chế đến những nơi đông người. Chính điều này khiến lượng khách sụt giảm, các doanh nghiệp vận tải thì hoạt động cầm chừng. Xe nằm bãi. Tài xế chơi ròng rã suốt từ Tết tới giờ. Chưa khi nào hoạt động của doanh nghiệp vận tải hành khách lại trì trệ, co cụm như lúc này. 14 năm tôi làm kinh doanh vận tải thì lần đầu tiên là năm đầu tiên là chúng tôi phải mắc vào cái trường hợp như thế này. Lương vẫn phải trả cho lương thất nghiệp, anh em chơi cũng phải trả lương. Nếu không trả lương thì anh em bỏ nó đi làm việc khác. Hoạt động cầm chừng, không có doanh thu khiến doanh nghiệp chịu nhiều áp lực. Đặc biệt là những đơn vị phụ thuộc vào vốn vay ngân hàng. Tháng là phải trả khoảng 650 triệu tiền cả gốc lãi ngân hàng. Nhưng gần như là vì không có tiền mà phải đi vay ở một cái chỗ tiền khác để đập vào cái tiền ngân hàng để tránh những cái mà lạ xấu. Thiên tai, dịch bệnh là bất khả kháng. Nhiều doanh nghiệp lo ngại phải mất vài năm mới có thể khôi phục lại được kinh tế. Họ hy vọng nhà nước sớm đưa ra các giải pháp tháo gỡ kịp thời. Chuyển sang các thông tin kinh tế thị trường, giá vàng hôm nay trên thị trường tiếp tục tăng cao, bất chấp đồng đô la Mỹ cũng tăng rất mạnh, nhu cầu về vàng đã vượt qua tác động của đồng đô la Mỹ do giới đầu tư lo ngại gián đoạn nguồn cung từ Trung Quốc. Tính tới 8 giờ 30 phút sáng ngày 19 tháng 2, giá vàng miếng trong nước được Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji niêm yết ở mức 44.650.000 đồng một lượng mua vào và 44.950.000 đồng một lượng bán ra, tăng 300.000 đồng chiều mua vào và tăng 400.000 đồng chiều bán ra so với cuối phiên liền trước. Tại Thái Bình, giá vàng mua vào là 44.600.000 đồng một lượng, giá bán ra là 44 triệu đồng một lượng. Như vậy, vàng trong nước tiếp tục có xu hướng tăng. Công ty cổ phần thương mại Thành Đạt tổ chức hội thảo sử dụng phân hữu cơ trong sản xuất nông nghiệp và chính thức ra mắt 3 dòng sản phẩm mới gồm phân bón hữu cơ TD16, hữu cơ khoáng TD17 và hữu cơ khoáng vi sinh TD18.
Phân hữu cơ của công ty cổ phần thương mại Thành Đạt sản xuất được khảo nghiệm trên các loại cây trồng như lúa, rau màu, cây ăn quả tại Thái Bình, Hà Nội, Vĩnh Phúc và do Viện Thổ nhưỡng Nông hóa, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thực hiện. Kết quả đối chứng cho thấy năng suất cây trồng đều tăng từ 10% trở lên, cây trồng có sức kháng bệnh cao, đồng thời chịu được các bất thường của thời tiết. Việc sử dụng phân bón hữu cơ TD16, hữu cơ khoáng TD17 và hữu cơ vi sinh TD18 thay cho phân bón vô cơ sẽ tăng cường cung cấp chất dinh dưỡng, tăng độ phì, tơi của đất, tăng sức đề kháng, chống chịu sâu bệnh của cây trồng, hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, đồng thời tăng năng suất, chất lượng và giá trị của sản phẩm nông nghiệp. Năm 2019, Công ty Cổ phần Thương mại Thành Đạt đã được Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón. Sản phẩm phân hữu cơ đạt tiêu chuẩn quy định của nhà nước, có giấy phép lưu hành phân bón hữu cơ trên phạm vi toàn quốc. Đã có mã số, mã vạch và đăng ký bảo hộ nhãn hiệu sản phẩm. Sau một thời gian dài giá tăng cao do khan hiếm nguồn cung, hiện nay giá lợn hơi đang có xu hướng giảm. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trước Tết Nguyên đán 2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã họp cùng các doanh nghiệp, đặc biệt là 17 doanh nghiệp lớn về chăn nuôi, để đồng hành cùng với người tiêu dùng giảm giá thịt lợn hơi ở mức phù hợp. Đến nay, các doanh nghiệp này đã đưa giá lợn hơi bán ra thị trường xuống mức 72.000 đồng đến 75.000 đồng một kg. Dự báo với năng lực tái đàn như hiện nay, giá lợn hơi trong thời gian tới có thể xuống mức 60 đến 65.000 đồng một kg. Thưa quý vị và các bạn, thời Lê Sơ có một vị công thần được các nhà bác học lớn của Việt Nam là Lê Quý Đôn và Phan Huy Chú ghi nhận về công lao tài đức cũng như những đóng góp cho sự nghiệp giáo dục đào tạo và nền văn thơ của đất nước, đó là công thần Nguyễn Bảo. Kế thừa truyền thống này, vùng đất nơi ông sinh ra và lớn lên, nay là xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình, cũng đang đổi thay từng ngày. Nguyễn Bảo sinh năm 1439 tại làng Phương Lai, nay là thôn Phú Lạc, xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình. Năm 33 tuổi, ông đỗ tiến sĩ khoa Nhâm Thìn, niên hiệu Hồng Đức thứ ba, đời Lê Thánh Tông. Sau đó được chọn vào Đông Các làm tả tư giảng phò thái tử và dạy dỗ con vua. Khi vua Lê Hiến Tông, một trong những học trò của ông lên ngôi, ông được thăng chức thị độc viện Hàn Lâm. Nguyễn Bảo cũng là nhà thơ lớn với 160 bài thơ được dịch và giới thiệu. Trong quá trình cống hiến cũng như là giảng dạy thì cũng đã cùng với các quan lại trong triều đào tạo nhiều tiến sĩ. Vì đó là cụ có thành tích nhiều trong công cuộc mà khai hóa cái nền văn học Việt Nam, là một trong các tác gia thơ văn phong kiến đầu tiên của nước ta là viết về nông dân và nông thôn. Tiếp nối những truyền thống quý báu tốt đẹp của cha ông, bao thế hệ người dân xã Phú Xuân đã cùng nhau xây dựng quê hương ngày càng đổi mới, không chỉ là những thay đổi về diện mạo, về cảnh quan mà còn trong cuộc sống của mỗi người dân. Những con đường nối dài thẳng tắp, những ngôi nhà cao tầng san sát mọc lên. Phú Xuân ngày hôm nay không còn là một vùng quê thuần nông mà đang chuyển mình mạnh mẽ trong phát triển kinh tế xã hội theo hướng đô thị. Cùng với các dự án quan trọng được đầu tư, mức sống của người dân Phú Xuân ngày một nâng cao, thu nhập bình quân đầu người giờ đây đạt trên 60 triệu đồng một người một năm. Đời sống nhân dân được nâng cao song song với cái việc là ổn định về an ninh chính trị của địa phương ấy, là tương đối tốt. Toàn dân là tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, là cái thứ hai là cái chấp hành tốt cái pháp luật nhà nước cũng như quy định của địa phương. Trong năm 2020 thì trước hết là xã sẽ tập trung được xây dựng cái trước hết hệ thống điện chiếu sáng, các hệ thống đường trục chính. Thứ hai là tập trung mọi cái nguồn lực để xây dựng phát triển hết cái hệ thống đường giao thông còn lại đang còn vướng mắc trong giải phóng cái mặt bằng. Mặc dù còn không ít khó khăn, nhưng cấp ủy chính quyền và người dân Phú Xuân quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu đã đặt ra, phấn đấu trở thành một trong những phường phát triển nhanh và bền vững của thành phố Thái Bình trong tương lai không xa. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên trang thông tin điện tử thaibinhtv.vn, trên ứng dụng TPTV Go hoặc trên fanpage và YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.